Thầy xin chào tất cả các em nha. Hôm nay thầy sẽ giúp các em ôn tập bài 1 trong chương 1 giải tích lớp 12. Đó là bài Sự đồng biến. Và nghịch biến. Của hàm số. Rồi. Thì trong phần lý thuyết của bài này, em chỉ nhớ thầy một hai ý thôi. Ý thứ nhất, nếu cái đạo hàm của cái hàm số đó nó lớn hơn 0 hoặc bằng 0 tại một số điểm hữu hạn thôi, chưa? Thì mình có thể suy ra được rằng hàm số đó, chưa? Đồng biến. Trên cái khoảng mà mình đang xét. Được chưa? Rồi ý thứ hai, nếu đạo hàm của nó nhỏ hơn hay bằng 0 tại một vài chỗ thôi nha, chứ không phải luôn luôn bằng 0, thì mình có thể suy ra hàm số đó nghịch biến. Trên cái khoảng mình xét. Được chưa? Nhớ trên một khoảng thôi nha. Rồi cụ thể như thế nào? Rồi mẹ thầy và mẹ em cũng vô một bài tập mẫu. Rồi. Mình sẽ tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số y bằng x mu 3 trừ base bình phương cộng 2. Thì bước đầu tiên mem tìm tập xác định cho thầy. Thầy viết tắt cái từ tập xác định nha. Tập xác định. Rồi. Mình thấy hàm này nó không có chứa biến ở dưới mẫu. Được chưa? Nó không có chứa biến ở trong căn. Tóm lại nôm na mem nhìn cái hàm số của bài này nó không có dấu căn, không có mẫu. Thì mình mạnh dạn mình ghi tập xác định D bằng R luôn. Thông thường tập xác định người ta hay ghi ký hiệu là chữ D ha. Rồi. Để tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số này á, thì bước đầu tiên mình tìm tập xác định. Bước thứ hai mình tính đạo hàm. Được chưa? Rồi. Thì thầy nhắc lại nè. Đạo hàm của x mu 3 nè. Chưa? Thì mem cứ làm theo hướng dẫn của thầy cho nó dễ hiểu nè. Mình đưa số 3 đằng trước. Được chưa? Đồng thời mình bớt một đơn vị ở cái mũ. Tức là đang mũ 3 đúng không? Mình bớt một thì còn mũ 2. Đó. Được chưa? Rồi. X mũ 3 của mình đạo hàm nó sẽ ra là 3x bình phương. Tiếp tục mình làm tiếp. Trừ base bình phương ra cái gì? Khi mà đạo hàm trừ base bình phương thì mình để yên cái số trừ 3 phía trước. Mình không đạo hàm nha. Mình chỉ đạo hàm cái bình phương này thôi. Tương tự như trên. Các em đưa cái bình phương này ra phía trước. Nó có sẵn trừ 3 rồi. Được chưa? Vậy trừ 3 nhân 2 sẽ là trừ 6. Rồi đồng thời mình giảm một đơn vị cái mũ. X bình phương mình giảm một đơn vị ở mũ. Tức là còn x mũ 1. Mà x mũ 1 thì mình ghi là x thôi ha. Vậy đây sẽ ra là trừ 6x.
Tiếp tục, thầy nhắc lại, đạo hàm của số 2 là con số, thì cứ hằng số mình đạo hàm nó sẽ bằng 0. Được chưa? Rồi, vậy số 2 là hàm ra bằng 0 nên mình không ghi nữa. Rồi, các em trình bày như sau. Mình sẽ cho y phẩy bằng 0. Y phẩy bằng 0 tương đương với cái biểu thức trên bằng 0. 3x bình trừ 6x bằng 0. Rồi mình dùng máy tính cầm tay Casio FX, mình mở chức năng giải phương trình bậc 2 ra. Mình giải phương trình này giúp thầy. Được chưa? Thì dễ dàng mình tính được phương trình này có hai nghiệm, x bằng 0 và x bằng 2. Đấy. Rồi, sau khi mình có hai nghiệm x bằng 0, x bằng 2 rồi, mình sẽ tiến hành lập bảng biến thiên. Rồi, bảng biến thiên này thầy nhắc lại, gồm có 3 hàng. Được chưa? Cái hàng đầu tiên á, mình biểu diễn x. Cái hàng thứ hai á, là mình xét dấu y phẩy hay là đạo hàm của nó. Có một số thầy cô với sách đó, thì ta ghi fx, fx phẩy, thầy ghi y phẩy cho nó ngắn. Hàng cuối cùng là y. Đối với hàng của y á, mem chừa thầy khoảng 3 hàng, dư dả tí nha. Rồi, x thì nằm từ trừ vô cực đến cộng vô cực. Ở đây mình sẽ điền hai cái nghiệm mình tính được là 0 với 2 vào cái bảng biến thiên này. Nhớ sắp nhỏ trước lớn sau. Vậy số 0 nhỏ biết trước, số 2 lớn hơn biết sau. À, mem để ý nè. Khi y phẩy nó bằng 0 thì mình giải tương đương x nó bằng 0 và x bằng 2. Thì ngược lại, khi x bằng 0, x bằng 2 thì y phẩy nó cũng bằng 0. Được chưa? Có nghĩa là tại x bằng 0 nè, x bằng 2 nè, cái vị trí này là y phẩy nó cũng bằng 0. Được chưa? Ok. Rồi, mình xét dấu. Khi xét dấu thì có hai cách xét. Thông thường mem hay xét trong trái ngoài cùng. Trong là trái dấu với A, ngoài cùng dấu với A. A ở đây là gì? A ở đây là cái hệ số của x bình phương. Đó. Vậy hệ số A của mình là 3. Được chưa? A của mình là 3. Đó là trong thì trái dấu với A, ngoài cùng dấu với A. Không? Nhưng mà thầy muốn mem xét dấu từ bên phải xét qua. Có nghĩa là mình sẽ xét cái ô này. Mình xét dấu y phẩy ô này. Thì dấu ô này nó sẽ cùng dấu với A. A là 3, là số dương. Nên cái ô màu xanh lá cây này sẽ mang dấu dương. Ô bên phải cùng, luôn luôn cùng dấu với hệ số A. Mà hệ số A là con số đứng trước x bình phương. Rồi qua nghiệm số 2 là nghiệm bình thường, thì mình đổi dấu là trừ. Qua nghiệm 0 là nghiệm bình thường, là nghiệm lẻ, nghiệm đơn á, mình đổi dấu từ trừ sang cộng. Khi nào nghiệm chẵn, khi nào nghiệm bội chẵn, thầy sẽ nói sau nha, thì mình giữ nguyên dấu cộng nha. Giả sử 2 đây là nghiệm bội chẵn, thầy ký hiệu là nghiệm kép đi, thì qua nghiệm 2 này nó vẫn là dấu cộng. Đó, cộng qua nghiệm kép vẫn là dấu cộng. Đó, đó là ví dụ ha. Còn bây giờ 0 với 2 là nghiệm đơn. Rồi, nếu mà y phẩy nó mang dấu cộng á, thì mình sẽ vẽ mũi tên đi lên. Được chưa?
y phải mang dấu trừ thì mình sẽ vẽ mũi tên tại chỗ y xuống. Tương tự như vậy, đây mình vẽ mũi tên đi lên. Rồi tiếp tục, vì ở đây giới hạn trong cái phần mình chỉ xét cái sự đồng biến nghịch biến thôi, nên mình không cần phải ghi những cái giới hạn ở đây vào. Đó, ở vị trí mà thầy tô màu xanh ngọc á. Rồi vì bài này mình không tìm cực trị, cực trị là bài sau thầy sẽ ôn cho em sau ha, nên mình không có cần điền giá trị của y vào đây làm gì hết. Mục đích của bảng biến thiên này mình chỉ biết được cái chiều biến thiên của hàm số y thông qua cái dấu của y phẩy thôi, được chưa? Vì đây nè, y phẩy mà dương hàm số đồng biến, mem có thể bổ sung về y thì mình vẽ mũi tên đi lên nếu đồng biến, còn nếu nghịch biến thì y mình vẽ mũi tên đi xuống. Hả, đây là cái chú ý thôi nha. Cái hàng này thầy nói lại, hàng này là cái hàng chú ý của mấy em thôi, chứ nếu mà đưa vào hẳn một cái định lý đầy đủ á, thì phải có giả thiết kết luận, rồi câu cú nó dài dòng, mấy em không có dễ nhớ. Thầy muốn mấy em nhớ được cái chú ý này ngắn gọn để mình có thể nhanh chóng làm bài tập. Mà xu hướng của kỳ thi quốc gia vài năm nay á, là làm trắc nghiệm, nên mình phải nhanh chóng làm trắc nghiệm. Rồi, vậy mình không cần điền vào những giá trị ngay chỗ phần thầy tô màu xanh dương nha. Rồi, nhìn vào bảng biến thiên này mình sẽ kết luận luôn. Có hai cách nhìn. Hoặc là em nhìn vào dấu em kết luận, hoặc em nhìn vào cái chiều mũi tên em kết luận, được chưa? Đó. Hoặc là nhìn cả hai cũng được cho nó chắc ăn. Vậy rõ ràng nhìn theo chiều mũi tên đó, chỗ này mũi tên đi lên, chỗ này vô cộng, tức là khi x nằm từ trừ vô cực đến không nè, y phẩy nó dương, y đi lên, mũi tên của y đi lên, thì mình sẽ nói kết luận như sau. Còn ở đâu nữa nhỉ? Đây nữa, mũi tên đi lên chỗ này và dấu cộng ở chỗ này, và mình sẽ lấy cái x, khoảng x tương ứng, được chưa? Nó là khoảng này nè, trừ vô cực đến không và hai đi vô cực. Mình sẽ kết luận như sau, mình sẽ ghi hàm số đồng biến trên khoảng trừ vô cực chấm phẩy không. Chà, và mình phải dùng chữ và nha, bạn nào dùng ký hiệu hợp là sai. Khoảng thứ hai là từ 2 dư vô cực, 2 chấm phẩy dư vô cực trong đập cho một đơn. Đó. Tiếp tục, chỗ nào y phẩy nó âm, hàm số đi xuống thì mình kết luận nó nghịch biến. Đây y phẩy xuống này, xin lỗi, y đi xuống, y phẩy nó âm đây, tương ứng x trên như vậy đây. Đó, mình sẽ lấy cái khoảng này, chưa? Mình sẽ kết luận như thế nào? Mấy em viết tương tự nha. Hàm số nghịch biến trên khoảng không đến hai, nhớ không? Một đơn nha, một tròn nha. Khi kết luận đồng biến nghịch biến, mem không được dùng ký hiệu đoạn hay là ngoặc vuông ha. Nói đơn giản ngoặc vuông ha. Rồi mình kết thúc bài ví dụ 1 ở chỗ này, câu 1 ở chỗ này, chưa? Đó vậy thôi. Để bài yêu cầu tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số này, thì mình đã kết luận được rằng hàm số đồng biến trên khoảng từ trừ vô cực đến 0 và từ 0 đến 2 dư vô cực, hàm số nghịch biến trên khoảng từ 0 đến 2. Được chưa? Rồi. Chúng ta cùng qua bài mẫu số 2.
tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số này. Rồi, chúng ta nhắc lại các bước làm nè. Đầu tiên mình sẽ tìm tập xác định, được chưa? Rồi mình đã biết rằng cái điều kiện của bài này á, vì bài này nó có mẫu số đúng không? Được chưa? Nên mình phải cho mẫu số khác không mới có thể làm bài nháp cũng được. Tại vì chia không tính không được ha. Chia không không xác định. Tức là x khác 1 trừ 1 mình chuyển qua phải thành cộng 1. Chuyển vế đổi dấu ha. Rồi, tiếp tục. Vậy khi x chỗ nào cũng được mà nó khác 1 thì mình sẽ trình bày như vậy, tập xác định D của mình chính là tập R, tức là chỗ nào cũng xác định hết trên tập R. Hiệu đi tập hợp chứa một phần tử là số 1. Số 1 là trong cặp ngoặc nhọn nha. Rồi sau đó mình sẽ tính đi phẩy. Được chưa? Rồi thầy nhắc lại cách tính nhanh đạo hàm của hàm số bậc 1 chia bậc 1 này. Được chưa? Nếu hàm số có dạng AX cộng B chia CX cộng D thì đạo hàm của nó như sau. Mình sẽ lấy A nhân D trừ cho C nhân B. Được chưa? AD trừ cho C nhân B. Hay nói ngắn gọn, dễ nhớ là nhân chéo trừ nhân chéo. Rồi, chia cho cái mẫu bình phương. Đó, công thức như vậy ha. Rồi. Ở đây A là số 1 nè. A là hệ số của x là số 1 nè. Được chưa? Rồi B là trừ 3 nè. B nè, trừ 3 nè. Rồi C là hệ số của x là số 1 nè. Được chưa? Rồi mình áp dụng công thức này vào AD trừ CB. Tức là mình sẽ lấy số 1 nhân cho trừ 1. Nhớ tính cả dấu nha. Rồi trừ cho số 1 nhân cho trừ 3. Màu tím hơi khó nhìn tí. Trừ số 1 nhân cho trừ 3. Đó. Phải thầy ghi luôn nha. Hiểu nôm na hay là để cho dễ nhớ mình nữa. Nhân chéo trừ nhân chéo nha. 1 nè nhân cho trừ 1 nè. Đó. 1 nhân cho trừ 1. Thấy chưa? Trừ. Dấu trừ đây là dấu trừ công thức đó. Trừ 1 nhân trừ 3. 1 nhân cho trừ 3 ha. Rồi chia. Chia cho cái mẫu thức bình phương ha. Thầy hay nói nôm na là mẫu số cho nó dễ hiểu. Nhưng thật ra nó là biểu thức. Thật ra mình là x trừ 1 tất cả bình phương. Rồi mình tính tiếp nha. Về trên ra bao nhiêu nè. Trừ 1 trừ trừ là cộng. Cái này là tính toán nè. Đây là trừ 1 nè. Được chưa? Rồi cái này nhân với nhau nó ra là 3 nè. Vậy trừ 1 cộng 3 thì là 2. Được chưa? X trừ 1 tất cả bình phương. Rồi ok. Rồi tiếp tục. Mình tính đạo hàm xong mình làm gì nữa? Mình cho nó bằng 0 đúng không? Là bạn xét dấu. Được chưa? Thật ra cái này mình cho nó bằng 0 á thì nó vô nghiệm chắc rồi. Mình nhận xét luôn nha. Số 2 luôn luôn dương. Đúng không? Ở dưới bình phương luôn luôn dương. Với điều kiện x phải khác 1. Được chưa? Rồi. Nên mình không cần phải cho nó bằng 0 luôn. Mình lập bảng biến thiên luôn. Thầy biết tắt cái từ bảng biến thiên nha. Rồi. Bảng biến thiên của mình như sau.
Còn có ba hàng nha. Em cứ kẻ ba cái hàng ngang này. Rồi. Kẻ hàng dọc thì ngăn ít. Ít đây. Y phải đây. Y đây. Ít từ trừ vô cực đến dương vô cực. Rồi. Vậy mình điền cái gì vào đây? Nếu mình giải cho nó bằng không. Được chưa? Thì chắc chắn vô nghiệm nè. Tại sao? Em để ý nè. Thông thường mình sẽ quy động này lên x trừ 1 căn phương nhân cho số 0 thì nó sẽ bằng 0 đúng không? Rồi. Nó sẽ ra tình huống như này nè. 2 sẽ bằng 0, chắc chắn là vô nghiệm này đúng không? Được chưa? Nên mình sẽ không có giải. Rồi. Trên bảng biến thiên này mình sẽ điền những cái nghiệm của nó y phải bằng 0 vào, nhưng mà nó không có nghiệm, không có điền. Cái thứ hai nó điền vào những cái nơi mà nó không xác định nữa. Tóm lại, trên tập xác định nó có hiệu số 1 đúng không? Thì mình sẽ điền số 1 xuống đây. Đó. Rồi. Tại số 1 thì y phẩy nó không xác định nên mình vẽ hai gạch. Tại y nó không xác định luôn nên mình vẽ hai gạch. Vậy hai gạch này nó dài như đây luôn ha. Hai gạch là ký hiệu không xác định. Tại số 1 y phẩy và y không xác định. Rồi. Như hồi nãy thầy nó nói số 2 này mang dấu cộng, x trừ 1 tất cả phương cũng mang dấu cộng. Vậy cộng chia cộng thì mình sẽ có y phải nó mang dấu cộng đúng không? Vậy chỗ này là dấu cộng nè. Rồi tiếp tục, nó luôn luôn là dấu cộng nha, ngoại trừ số 1 ra. Rồi. Tại y phẩy là dấu cộng, chỉ dấu cộng thì bằng cộng nè, y phẩy nè. Nói nôm na dễ hiểu nha. Dấu của nó là cộng chữ cộng thì nó là cộng. Chưa? Ngay chỗ x bằng 1 thì nó không xác định thôi, chứ tất cả nó đều dương hết. Rồi sau đó mình vẽ mũi tên đi lên. Tại vì y phẩy nó dương, mình vẽ mũi tên đi lên. Được chưa? Mai mốt qua những bài sau mình sẽ điền vào những cái vị trí này bằng cách là mình lấy giới hạn tìm lim á, rồi có tiệm đứng tiệm ngang của nó nữa, nhưng bây giờ mình không có cần ha, cần xét dấu thôi. Rồi đến đây mình sẽ kết luận nè, nhận xét nè. Rồi thì kế tiếp mình thấy rằng hàm số của mình á, chỗ nào nó cũng đi lên hết đúng không? Nè, hàm số y mình này đi lên, y phải nó dương, ứng ít nằm trên khoảng này nó đồng biến. Y phải đi lên, xin lỗi, y đi lên, y phải nó mang dấu cộng trên cái khoảng một như vô cực, thì hàm số mình luôn luôn đồng biến đúng không? Chính xác hơn là đồng biến trên khoảng trừ cực đến một, rồi từ một như vô cực, thì mình kết luận như sau: hàm số đồng biến trên trừ vô cực đến 1 và nha 1 đến trừ vô cực. Có thể mình dùng một câu đồng nghĩa với câu này cũng được. Hàm số không có nghịch biến thì mình không cần kết luận nha, không có cần ghi là hàm số không nghịch biến ha, nó không nghịch biến thì thôi mình không có nêu, nó chỉ có đồng biến thì mình ghi nêu đồng biến thôi. Hoặc có thể mình dùng một câu khác: hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định viết hơi xấu tí. Ok, nhưng viết một câu nha. Hoặc là mình ghi hàm số đồng biến trên khoảng trừ vô cực đến 1 và 1 đến trừ vô cực. Hoặc là mình ghi câu hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. Chỗ này viết lại, chỗ này viết lại giùm thầy ha, hàm số đồng biến. Rồi. Và thầy kết thúc cái câu 2, bài mẫu số 2. Bây giờ qua bài mẫu số 3.
Tìm khoảng đồng biến là nghịch biến của hàm số x mũ 3 trừ 6 x bình cộng 12 x cộng 1, được chưa? Rồi các bước làm thì làm nhanh nha. Đầu tiên mình cũng tìm tập xác định luôn, được chưa? Và mình thấy hàm này à, chỗ nào nó cũng xác định, mình mạnh dạn ghi d bằng r luôn, được chưa? Bước thứ hai mình tính đạo hàm. Rồi đạo hàm x mũ 3 ra 3 x bình, đạo hàm trừ 6 x bình nó ra là trừ 12x. Đạo hàm 12x, lưu ý là số mà nhân với x mũ 1 á, như 12x á, đạo hàm á, thì mình bỏ x đi mình ghi 12 thôi ha, nhớ vậy cho nó nhanh. Rồi đạo hàm 1 bằng 0, có nghĩa là x mũ 3 đạo hàm ra 3 x bình nè, trừ 6 x bình đạo hàm ra trừ 12x nè, cộng 12x đạo hàm ra cộng 12, một đạo hàm ra không nhá, không ghi. Rồi mình ghi y phẩy bằng 0 khi mà chỉ khi cái vế phải ở trên ha, 3x bình trừ 12x cộng 12 bằng 0. Và mình dùng máy tính Casio FX mình chạy với nhân vật 2 này thì nó sẽ ra nghiệm kép, nó ra một nghiệm thôi. Khi mà phương trình bậc 2 ra một nghiệm thì nghiệm đó phải là nghiệm kép ha, nhớ vậy. Được chưa? Nghiệm của nó là 2. Rồi, nhớ nha, phương trình bậc 2 mà chỉ ra một nghiệm thì nghiệm đó là nghiệm kép nha. Tại sao phải nhớ nghiệm kép? Vì khi lập bảng biến thiên á, có xét dấu y phẩy á, thì nghiệm kép qua nghiệm kép nó không đổi dấu nha. Rồi bảng biến thiên thầy khỏi ghi luôn nha, thầy vẽ luôn bảng cho nó nhanh. X đây, y phẩy đây, y đây, x nằm từ trừ vô cực như vô cực, nó chỉ có nghiệm kép là 2 thôi, được chưa? Kép thì mem khi mem làm á, mình chỉ khó, mình giống như mình tự mình chú thích á, mình ghi chữ k trên 2 trên số 2 như vậy nhắc nhở mình đây là nghiệm kép. Rồi khi x bằng 2 y phẩy nó bằng 0 ha, không có hai gạch nha. Nhiều bạn cứ nghĩ hai gạch, hai gạch là khi nào nghiệm duy mẫu nó không xác định thì mình hai gạch thôi. Rồi tiếp tục xét dấu của ô này, dấu của ô bên phải cùng á chính là cùng dấu với a hệ số x bình ha, và số 3 là số dương, nên đây là dấu cộng. Qua nghiệm kép nó không đổi dấu nha, nó giữ dấu nha, vẫn là dấu cộng, được chưa? Rồi vì không có ký hiệu hai gạch để ngăn đôi tập xác định, ngăn đôi hai khoản xác định khác nhau, thì mình vẽ một mũi tên luôn từ trái qua phải luôn. Mẹ không có ngắt ra nha, không có vẽ hai mũi tên nha, bạn nào vẽ vậy là sai nè, không có ngắt ra. Khi nào có hai gạch á thì mình mới ngắt ra, giống như trên đây nè, đó như trên đây mình ngắt ra thôi, được chưa? Ở trên đây ngắt ra, tại vì ngay chỗ này nó không xác định nè, mình phải ngắt ra, hai gạch tức là không có đụng vào nó được, được chưa? Còn dưới đây mình phải vẽ một mũi tên từ trái qua phải luôn. Rồi hồi nãy thầy có nói, lưu ý cho em về điểm này, y phải lớn hơn không thì đồng biến, hàm số đồng biến trên cái khoảng mình đang xét ha. Nếu nó bằng không á, nếu nó bằng không á thì nó chỉ bằng không tại một vài điểm hữu hạn thôi, tức là một vài điểm lẻ tẻ thôi, chứ không được luôn luôn bằng không là sai nha. Đó, mai mốt sẽ có tình huống đó thầy sẽ nói rõ hơn, còn tạm thời bây giờ mình đang làm bài tập mà ha. Rồi thật ra cái chỗ này y phải nó bằng không, không có sao hết ha. Rồi đối với bài biến thiên này mình sẽ kết luận này. Hàm số chỉ có đồng biến thôi đúng không, ghi hàm số đồng biến trên. Rồi mình thấy từ trái qua phải đồng biến đúng không, từ chiều cực đến dương cực nó đồng biến, thì mình ghi là t
từ trừ vô cực đến dư vô cực luôn. Đó. Hoặc có thể mình nghĩ cách khác, general. Sao? Chưa? Chỗ này em biết lại này. Đi một hàng nhá, đừng đi hai hàng. Thấy chưa? Có hai cách kết luận như vậy. Hàm số đồng biến trên khoảng từ trừ vô cực đến dư vô cực, hoặc là hàm số đồng biến trên R. Rồi. Thầy qua ví dụ 4. Ghi là câu 4 ha. Tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số y bằng căn 2x chỉ bình phương. Rồi, mình cũng làm như trên luôn. Thì nhớ cái điều kiện của mình là gì? Trong căn phải lớn bằng 0 đúng không? Điều kiện này ghi tắt nha, chứ điều kiện là 2x chữ x bình phương phải lớn bằng 0. Đó. Được chưa? Mình ghi như vậy mình không quen đó, thì mình có thể ghi sắp lại thứ tự chữ x bình cộng 2x lớn bằng 0. Được chưa? Rồi. Mình dùng máy tính Casio FX đời mới á, thì mình sẽ giải nó bất phương trình bậc 2 luôn. Được chưa? Nó sẽ ra như vậy. X nằm từ nghiệm nhỏ đến nghiệm lớn. Nghiệm nhỏ là 0, nghiệm lớn là 2. Đó, nó ra trực tiếp vậy luôn ha. Còn nếu mà các em không có máy tính đời mới đó thì mấy em làm bài xét dấu thôi. Rồi, cái này làm ngoài nháp nha. Mấy em làm ngoài nháp. Nghiệm của cái biểu thức này mình cho này bằng 0 nha. Mình muốn giải lớn hơn hay bằng 0 thì mình phải giải nó bằng 0 trước. Rồi mình cho cái biểu thức đó cái v trái bằng 0 thì mình sẽ tìm được cái nghiệm nó là 0 với 2. Được chưa? Rồi. Dưới số 0, số 2 mình ghi số 0. Được chưa? Rồi xét dấu. Vì đây là x bình phương nó mang dấu trừ đúng không? Nên cái ô này là mang dấu trừ. Lưu ý đây là bảng xét dấu để giải tập xác định thôi nha, chứ không phải là vô bảng biến thiên đâu nha. Rồi. Trừ cộng trừ. Mà đề bài yêu cầu lớn hơn hay bằng 0 đúng không? Tức là mình lấy dấu cộng. Đúng không? Mình lấy dấu cộng. Được chưa? Rồi, ứng với đó x mình lấy từ 0 đến 2 thì nó cũng ra cái kết quả như hồi nãy. Rồi bây giờ mình kết luận tập xác định luôn. Cái tập xác định của mình D sẽ bằng cái đoạn từ 0 đến 2, tức là mình sẽ trình bày sao 0.2 trong cái ngoặc vuông. Được chưa? Tại vì nó có dấu bằng nên mình dùng ngoặc vuông. Còn nếu ở chỗ này không có dấu bằng thì mình sẽ dùng ngoặc tròn. Được chưa? Tức là khoảng. Rồi sau đó mình sẽ tính đạo hàm. Rồi nhắc lại đạo hàm của căn U nè. Căn U khi tính đạo hàm thì nhắc lại công thức nha. Thì bằng U đạo hàm chia 2 lần căn U. Hay nói ngắn gọn là U phẩy chia 2 căn U ha. Nói bình dân cho nó dễ hiểu. U là cái gì? U là cái biểu thức bên trong dấu căn nè. Đó. Thì khi mình tính đạo hàm mình sẽ có là 2x chữ x bình phẩy chia 2 lần cái căn của biểu thức đề bài cho. Rồi mình đạo hàm cái này ra cái gì? 2x đạo hàm ra cái gì nè? 2x đạo hàm ra 2. Trừ x bình đạo hàm ra cái gì nè? Trừ x bình đạo hàm ra là trừ 2x. Kẻ dấu phân số cho nó thẳng thắn đẹp đẽ này. Rồi tiếp tục ở dưới là 2 lần căn
2x chữ x bình. Rồi, để cho nó gọn ghẽ đẹp đẽ thì mình sẽ rút 2 làm nhân từ chung ở trên, 2 mà rút ra ngoài làm nhân từ chung, cái còn lại 1 ở trong hoặc đơn chữ x đó. Số 2 này với số 2 này mình đặt nhân từ chung nha. Rồi, còn 1 chữ x chia ra màu vàng rồi, chia 2 là cái căn 2x chữ x bình. Được chưa? Rồi, y phải bằng cái gì? Mình sẽ rút gọn số 2 đi nha. À, rồi, đây là 1 chữ x căn 2x chữ x bình. Rồi, bây giờ nói rõ thêm về bảng biến thiên nè. Mình chuẩn bị lập bảng biến thiên đúng không? Ừ. Thì chính xác nhất á, là khi mình tính y phẩy xong á, thì mình sẽ tìm x, được chưa? Để y phẩy bằng 0 và y phẩy không xác định. Nói lại nha, trước khi gọi biến thiên á, mình tính đạo hàm xong á, thì mình tìm x, không phải tìm x để cho y phẩy nó bằng 0 và những cái chỗ mà y phẩy nó không xác định, được chưa? Hay nói một cách đầy đủ hơn á, là y phẩy nó bằng 0 khi nó bằng chỗ nào, rồi y phẩy nó không xác định khi nó nằm chỗ nào, được chưa? Đó. Và y phẩy bằng 0 á, tức là mình cho nó bằng 0 thì mình ghi vậy, y phẩy bằng 0 khi và chỉ khi cái biểu thức này bằng 0. Và mình giải tiếp, mình quy đồng cái căn này cho số 0 ha, thì nó cũng bằng 0 thôi, được chưa? Rồi giải tiếp, mấy em dễ dàng giải được là x bằng 1, thấy không? Rồi. Rồi lưu ý, x bằng 1 này mình chịu khó mình dò lên cái tập xác định của mình là từ 0 đến 2, xem nó có nằm trong cái đoạn chiều từ 0 đến 2 không thì mình sẽ nhận, được chưa? Còn nếu nằm ngoài mình loại ha, mình nhận, mình ghi tắt là chữ n thôi ha. Rồi, bây giờ mình đọc bài biến thiên. Rồi, bảng biến thiên đây. Vẽ quá đẹp. X y phẩy y. Chú ý bảng biến thiên của mình á, mình chỉ lập trong tập xác định thôi nha. Vì cái tập xác định mình á là chỉ lấy từ 0 đến 2 thôi. Được chưa? Nên khi mình lập bảng biến thiên á, mình cũng lập từ 0 đến 2, x ứng 0 đến 2 thôi. Không có cộng trừ vô cực nha. Rồi. Sau đó mình điền x bằng 1 mình mới tìm được cái nè, khi cho y phẩy nó bằng 0 nè. Vô bảng biến thiên số 1 nằm đây. Rồi, tại số 1 y phẩy nó bằng 0. Dấu chưa? Mình quay ngược lại, y phẩy đâu? Y phẩy đây. Y phẩy đây nha. Rồi. Ở dưới là dấu cộng rồi, vì căn của cái gì cũng dương rồi ha. Ở trên dấu thì mình sẽ tập trung nhìn vào cái hệ số của x. X nó mang dấu trừ, được chưa? Hệ số x là trừ 1 đúng không? Vì đây trên dấu ở trên là trừ. Rồi, vậy trừ chia cho cộng thì cũng trừ, thì mình đi dấu trừ xuống dưới đây. Rồi, vậy đây là dấu trừ ha. Qua
Số 1 là nghiệm đơn là vô cộng. Rồi mình sẽ vô cộng thì mình vẽ mũi tên đi lên, vô trừ mình vẽ mũi tên đi xuống. Rồi mình kết luận thôi về hàm số y đi lên chỗ nào. Khi từ 0 đến 1 đúng không? Y đi lên nè, hay là y phải nó dương nè, khi nằm từ 0 đến 1 thì mình sẽ kết luận là đồng biến trên đấy, được chưa? Mình sẽ ghi là hàm số đồng biến trên khoảng 0,1. Tiếp tục hàm số nghịch biến trên khoảng 1,2. Đó, chỗ này nè, hàm số nó đi xuống nè, ở y phẩy nó âm nè, trên khoảng 1,2. Rồi mình kết thúc, thầy kết thúc cái ví dụ 4 ở đây nha. Bây giờ thầy chuyển qua một vài bài nó mang tính trắc nghiệm dễ ha. Men đi thi quốc gia sẽ rất hay gặp tình huống này. Là ví dụ số 5 ha. Thầy ghi là câu 5. Thầy hãy lấy trong cái đề ra ha. Rồi. Tình huống đặt ra như sau. Đề bài cho hàm số fx có bảng biểu thêm như sau. X đây nằm từ trừ vô cực đến trừ vô cực. Và qua những cái điểm đặc biệt là trừ 1, 0, 0 đến 1. Rồi y phải nó dấu trừ, dấu cộng, dấu trừ, dấu cộng. Nhưng thông thường em nhìn dấu trừ cộng nó không có hình tượng bằng đi lên đi xuống đúng không? Rồi. Vậy đề bài hỏi là hàm số nghịch biến như khoảng nào. Mình tập trung vào cái chỗ nghịch biến thôi. À, nghịch biến tức là mũi tên đi xuống đúng không? Đây, mũi tên đi xuống. Ứng với y phẩy nó âm. Ứng x trong khoảng này. Rồi mình thấy kết luận nào nó phù hợp với hai khoảng màu vàng mình chọn. Được chưa? Mình thấy đáp án B nó phù hợp nhất. Chiều cực đến 1. Được chưa? Trừ 1 đến 1 không có đúng. Tại vì trừ 1 đến 1 thì có lúc nó đồng biến, có lúc nó nghịch biến ha. Mình cho đáp án B. Ok. Rồi. Đó là một bài dễ. Một bài gọi là nhận biết á, phải không? Cứ nhìn vô mình có thể đoán được. Dạng thứ hai khó hơn một chút là nhìn vào đồ thị. Rồi, cho hàm số của đồ thị như hình vẽ sau. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Đây là đồng biến nha. Đồng biến tức là y nó đi lên, hàm số nó có hướng đi lên. À, rồi phải nhìn như đồ thị mình đoán là hàm số đi lên như nào. Nhớ cái đường vẽ của mình đó là từ trái qua phải vậy nha. Được chưa? Đó. Bắt đầu từ chỗ này nè, mình vẽ nè, vậy là chỗ này đi xuống đúng không, chỗ này đi lên, chỗ này đi xuống, chỗ này đi lên. Đó. Tóm lại nó đi lên hai chỗ nào, nó đi lên ở chỗ này và chỗ này. Bây giờ khi mà kết luận là kết luận theo x đúng không, ứng với x nó như chỗ nào, ứng với x nó nằm từ trừ 1 đến 0 nè, hoặc là từ 1 đến dương vô cực. Vậy là hoặc là trừ 1 đến 0, hoặc là từ 1 đến dương vô cực. Chỗ này là dương vô cực đó. Thấy chưa? Thì mình xem cái kết luận nào đồng phù hợp với nó. Thấy nó lại một chút nha. Bài này yêu cầu lấy đồng biến. Đồng biến tức là cái hướng cái đồ thị nó phải đi lên, nó là hướng này hoặc là đây thôi. Đó, mấy không có vẽ ngược lại vậy nhá, không?
Tại vì lúc nào cũng từ trái qua phải hết, hoặc lên hoặc xuống vậy thôi ha. Rồi, vậy nó là cái nhánh này, là nhánh này. Nhưng mà khi mà cái lộn đồng biến nghịch biến là mình phải tương ứng với x đúng không? Đó. Vậy ứng với cái đồ thị màu vàng thì x nó nằm trục màu xanh, tại vì cái trục màu xanh là cái trục x là trục này nè, đúng không? Hoặc là đây. Vậy đây là từ trừ 1 tới 0 hoặc là từ 1 đến dương vô cực. Đó. Rồi, tiếp tục. Vậy mình xem trong bốn đáp án nào nó phù hợp với đáp án của mình. Thì mình thấy đáp án D phù hợp. Được chưa? Thì mình chọn đáp án D. Rồi. Để qua bài này thầy đã ôn cho mấy em về bài số 1. Sự đồng biến nghịch biến của hàm số. Tất nhiên còn một số bài khó gọi là vận dụng với vận dụng cao để tiết sau ha. Rồi những bài cơ bản lý thuyết tóm tắt là chỉ có vậy thôi. Với lại thầy cái tiết này khi thầy ôn cho mấy em mang tính chất ôn tập chứ không phải dạy bài mới, tức là kiến thức mấy em đã có rồi, thầy chỉ giúp mấy em ôn lại, gợi nhớ lại kiến thức thôi. Rồi thầy chào tất cả các em nha. Hẹn các em ở clip kế tiếp sẽ có một số bài vận dụng, nói ngắn gọn là bài khó hơn những bài này ha.